cho các bạn làm cây vải thiều. Vải thiều các bạn ra lộc như nào? Vải thiều như mình ra lộc từng ngày các bạn ạ. Ra mơn mởn như rau. Ngày mùng 8 tháng 7 thu hoạch xong. Mùng 9, mùng 10 bấm tỉa. Bấm cụt ngủn chẳng nhìn thấy lá đâu. 11 phun. Vì thời gian bây giờ là 18 giờ 30 phút chủ nhật ngày 23 tháng 7, tức là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023, năm Quý Mão. Từ mùng 10 gọi 13 ngày, hơn 10 ngày các bạn nhìn lộc của nó này. Khủng chưa từng có, đúng là tốt như rau. Từ trong thân mọc một lượt lên trên đỉnh ngọn.